Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các nhà lãnh đạo của các bộ, ngành và địa phương đã cắt băng khánh thành dự án kết nối cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của giao thông trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Để tận dụng nguồn lực hạn chế, Chính phủ đã tập trung đầu tư vào các hành lang kinh tế, trong đó có việc hoàn thành tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trước năm 2025, kết nối 32 tỉnh, thành phố và 3 vùng kinh tế trọng điểm. Tuyến đường này sẽ đóng vai trò quan trọng như một trục xương sống của hệ thống giao thông của Việt Nam, kết nối với đường biển, đường sắt, đường thủy và đường không. Khánh thành hai dự án trên tuyến quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu đã mở ra cơ hội lớn để nâng cao sự kết nối và phát triển khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt trong bối cảnh những khó khăn và thách thức đối diện như đại dịch COVID-19 và biến động giá nguyên liệu. Dự án này đã nâng tổng chiều dài khai thác trên tuyến cao tốc Bắc Nam lên 1.048 km, giúp tăng cường lưu thông và thúc đẩy sự phát triển của các đô thị vùng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và cả khu vực Bắc Trung Bộ. Mặc dù trong quá trình thi công, các dự án trên tuyến quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu đã gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, nhưng những nỗ lực đã mang lại thành công và mở ra triển vọng rộng lớn cho cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các nhà lãnh đạo của các bộ, ngành và địa phương đã cắt băng khánh thành dự án kết nối cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của giao thông trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Để tận dụng nguồn lực hạn chế, Chính phủ đã tập trung đầu tư vào các hành lang kinh tế, trong đó có việc hoàn thành tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trước năm 2025, kết nối 32 tỉnh, thành phố và 3 vùng kinh tế trọng điểm. Tuyến đường này sẽ đóng vai trò quan trọng như một trục xương sống của hệ thống giao thông của Việt Nam, kết nối với đường biển, đường sắt, đường thủy và đường không. Khánh thành hai dự án trên tuyến quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu đã mở ra cơ hội lớn để nâng cao sự kết nối và phát triển khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt trong bối cảnh những khó khăn và thách thức đối diện như đại dịch COVID-19 và biến động giá nguyên liệu. Dự án này đã nâng tổng chiều dài khai thác trên tuyến cao tốc Bắc Nam lên 1.048 km, giúp tăng cường lưu thông và thúc đẩy sự phát triển của các đô thị vùng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và cả khu vực Bắc Trung Bộ. Mặc dù trong quá trình thi công, các dự án trên tuyến quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu đã gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, nhưng những nỗ lực đã mang lại thành công và mở ra triển vọng rộng lớn cho cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam. Đây là bài học kinh nghiệm lớn cần nhân rộng trong từng dự án và chương trình phát triển để đảm bảo sự tiến bộ, công bằng và thụ hưởng của các tầng lớp nhân dân. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng đối với 6.300 hộ dân đã đồng lòng nhường đất, đặc biệt 652 hộ dân đã nhường cả đất và nhà để đảm bảo các dự án được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ. Việc kết nối các khu kinh tế động lực của Thanh Hóa và Nghệ An đã mở ra không gian phát triển mới cho tiểu vùng Bắc Trung Bộ và kết nối chặt chẽ với vùng kinh tế trọng điểm ở phía Bắc, đồng thời thúc đẩy hình thành hệ sinh thái kinh tế công nghiệp dịch vụ đô thị phát triển. Phó Thủ tướng đã gợi mở một số suy nghĩ để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư các dự án, bao gồm quy hoạch hệ sinh thái kinh tế kết nối với tuyến giao thông trong quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cần tiến hành rà soát và bổ sung quy hoạch theo hướng phát triển đồng bộ giao thông nhằm tận dụng toàn bộ lợi thế của tuyến đường cao tốc và biến tiềm năng thành nguồn lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế.